Hello anh em, ngày hôm qua trên trang chủ chính thức của Genshin Impact đã thông báo bản chỉ cập nhật phiên bản 3.3. Thời gian là phiên bản cập nhật sẽ diễn ra vào mùng 7 tháng 12 năm 2022. Hiện giờ thời điểm cái mình quay clip này là mùng 5 tháng 12, vậy là thời gian cập nhật sẽ diễn ra trong 2 ngày nữa. Và trong phiên bản mới này thì sẽ có thêm hai nhân vật mới, đó là kẻ lang thang và Faerun. Và những nhân vật rerun là gồm Ito, Shogun và Ayato. Và còn một cái pháp khí mới và một cây kiếm đơn mới. Và có thêm mà một cái cách chơi mới, đó là thất thánh triệu hồi. Nó tương tự như là kiểu đánh thẻ bài. Và mở nhiệm vụ cốt truyện ma thần mới. Và tiếp đến là năm nay Genshin Impact đã nhận được giải thưởng PlayStation Awards 2022 Grand. Và MiHoYo có gửi cho mình 800 nguyên thạch để cảm ơn anh em đã đồng hành cùng. Và sự kiện này là diễn ra từ ngày mùng 4 đến mùng 7 tháng 12. Và mỗi ngày MiHoYo sẽ gửi cho chúng ta 200 nguyên thạch. Tổng là 800 nguyên thạch, diễn ra trong vòng 4 ngày. Sẽ gửi qua thư, anh em lưu ý là nhận ở trong thư nhé. Và MiHoYo cũng mở tính năng tải trước phiên bản 3.3 trên PC và di động. Mình cũng chưa để ý là cái di động bao nhiêu, nhưng mà trên PC mình có xem qua là cái phiên bản này sẽ cập nhật thêm 6,88GB và 14,3GB để giải nén. Trên điện thoại mình nghĩ cũng là đâu đấy tầm khoảng 2-3GB. Và đây là cái banner đầu tiên mà cái phiên bản 3.3 này gồm là Wandere và Ito. Những nhân vật 4 sao đi kèm gồm Yanfei, Goru và Faerun. Faerun là một con nhân vật mới. Và Goru thì đi với Ito thì chắc chắn rồi, nhưng mà Yanfei có thể là cho vào đây cho có. Và banner vũ khí sẽ gồm hồi ức và xích giác phá thạch đao. Những cây 4 sao sẽ gồm Tây Phong, cung Tây Phong này, đại kiếm Tây Phong, vây cá trẻ sóng, kiếm tế lễ và chiêu tâm. Mình đánh giá cái banner vũ khí này gọi là tạm chấp nhận được. Và tiếp đến là sự kiện web của nhân vật mới kẻ lang thang đã được mở trong hôm nay. Link của sự kiện mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Thời gian sự kiện là diễn ra từ mùng 5 tháng 12 đến là mùng 10 tháng 12. Điều kiện để tham gia là trên cấp 10. Anh em bấm vào link để tham gia thì nó sẽ mở một cái gia viện. Anh em đăng nhập vào app MiHoYo của mình và tham gia, chọn nhớ ra chọn server đúng với nhân vật của mình đang chơi. Thì sự kiện này thì anh em sẽ mở khóa những bức tranh này. Mình cần mở khóa 3 bức tranh. Anh em sẽ mở khóa bằng cách là Chia sẻ lên YouTube. Nó ở, nếu mà anh em chưa làm ở cái phần tải hình ảnh này, nó sẽ là phần lớn nhất và đến. Nó sẽ chuyển mình sang cái trang chủ của kênh YouTube, Facebook và chia sẻ. Thì anh em hoàn thành xong 3 bức tranh, mình sẽ nhận được 40 nguyên thạch, cộng thêm một chút mora, một chút ma khoáng. Và tiếp đến là có sự kiện là sự kiện web bài thủ tập chơi. Anh em lưu ý là sự kiện web này chỉ được chơi trên HoYoLab bằng điện thoại, chứ mà máy tính thì mình cũng đã thử không thể tham gia được. Ở trên máy tính thì nó có giao diện là nó sẽ mở một cái mã QR để mình tại cái ứng dụng HoYoLab trên điện thoại. Và đương nhiên là sự kiện này cũng được nguyên thạch Mora ma khoáng này nó. Anh em mình cũng sẽ để link cái sự kiện này ở dưới phần mô tả, anh em nhớ là tham gia để lấy một chút nguyên thạch nhé. Còn bây giờ video của mình cũng đã kết thúc tại đây. Bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.